Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Cường. Trước đây, Tùng đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt sàn thông thường, thì hôm nay Tùng sẽ đem đến cho các bạn một trải nghiệm mới, một sản phẩm mới mang tên ván sàn Vân Xương Cá. Và trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của An Cường để có được thêm nhiều video mới cho căn nhà của mình nhé. Để việc lắp đặt được diễn ra nhanh chóng, đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết như ván sàn An Cường Vân Xương Cá, len tường đồng màu sàn gỗ, nẹp, ni lông, phong bạc cùng với những dụng cụ đi kèm như búa cao su, thước, máy đo độ ẩm, dao rọc giấy, máy cắt, búa sắt, keo silicon và keo dán lên tường. Bước đầu tiên, chúng ta phải kiểm tra mặt sàn sao cho phải phẳng, không lồi lõm và cao độ phải đúng. Ở đây, chúng ta đang dùng sàn 12 ly với lớp phong bạc 3 ly thì cao độ sẽ là 15 ly so với ngạch đá bên ngoài. Khi đo độ ẩm, sàn thô đã đạt mức cho phép là dưới 7%, chúng ta trải lớp ni lông đè lên nhau 2cm để chống ẩm tốt hơn từ mặt sàn thô. Tiếp theo là lớp foam bạc. Khi trải foam giữa các mí nối phải dán với nhau bằng băng keo để lớp foam bạc đều nhau và không lồi lõm. Và bây giờ Tùng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt sàn vân xương cá của An Cường. Sàn vân xương cá sẽ được phân biệt hai bên trái, phải ngay trên hộp sàn. Một thanh bên trái lắp với một thanh bên phải sẽ ra hình xương cá rất là đẹp. Cấu trúc của sàn xương cá rất đặc biệt sẽ khiến cho không gian của bạn trở nên độc đáo và thẩm mỹ hơn. Bước lắp đầu tiên rất quan trọng. Tùy theo chiều dài của phòng, hướng cửa sổ, chúng ta sẽ có cách bố trí sao cho hợp lý. Chúng tôi chọn song song với chiều ánh sáng để vân xương cá chạy dọc theo chiều ánh sáng sẽ đẹp và thẩm mỹ hơn. Ở đây chúng ta chọn 1:3 để khóa được cả đầu ngang và đầu dọc của tấm ván. Lắp tấm đầu tiên là tấm bên trái cách tường 10mm cả hai chiều ngang và dọc. Tấm thứ hai tiếp theo vào tấm thứ nhất sao cho hèm khóa khớp lại với nhau tạo thành một đường thẳng, cứ thế cho đến cuối tường. Kết thúc hàng thứ nhất, chúng ta đã hình thành được một bên xương cá rồi. Hàng thứ hai sẽ lắp tấm bên phải. Khi lắp phải cho cạnh ngắn khớp vào trước bằng cách nâng tấm sàn lên 20 độ so với mặt đất, song song cạnh dài sao cho khớp với hàng đầu tiên. Sau đó dùng búa cao su đóng cạnh ngắn và đóng tiếp cạnh dài. Khi đến hết hàng này thì chúng ta đã có thêm một bên phải và hình thành một vân xương cá hoàn chỉnh. Ở hàng số 3 sẽ là trái, hàng số 4 là phải, theo thứ tự như vậy cho đến hết phòng. Khi lắp đặt, chúng ta lưu ý tất cả vị trí tiếp giáp sàn với tường phải chừa khe hở kỹ thuật là 10mm để sàn không bị cong vênh trong quá trình sử dụng. Tại tấm kết thúc và chân tường, chúng ta đo khoảng cách thực tế để cắt ván phù hợp với kích thước thực tế đó. Lưu ý vẫn chừa độ hở với tường là 10mm. Len tường được đóng bằng đinh và dán keo X-Bone trực tiếp vào tường. Lưu ý khi đóng đinh gần hết chiều dài đinh, chúng ta sẽ bẻ đầu đinh để lỗ đinh nhỏ đi sẽ thẩm mỹ hơn. Ở các góc tường nối nhau sẽ tiếp giáp bằng góc 45 độ. Tại vị trí tiếp giáp giữa gỗ và gạch, chúng ta sẽ sử dụng nẹp T để nối hai vật liệu này lại với nhau. Sau khi lắp đặt xong, chúng ta sẽ vệ sinh lại mặt sàn, sau đó sẽ tiến hành bắn silicone phần tiếp giáp giữa len với tường để tạo độ thẩm mỹ. Vừa rồi, An Cường đã hướng dẫn xong để các bạn có thể lắp đặt ván sàn cho ngôi nhà của mình rồi. Ván sàn xương cá có tính cầu kỳ cao nên đòi hỏi sự tỉ mỉ để đảm bảo các góc cạnh sát tường được xử lý tốt hơn. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc góp ý gì, vui lòng để lại comment ở phía dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp hoặc liên hệ với số hotline 1900 6944 để được tư vấn thêm. Còn bây giờ, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của An Cường để cập nhật thêm những video clip mới nhất vào lúc 19 giờ thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.